Chào các bác nhé, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhập Quang Trường. Vâng, hôm nay thì em lên cho các bác một số các mã của bình thủy điện 220V. Hàng này tất cả là của Panasonic. Đó, dung tích tất cả những cái mà hàng này nó đều là 4 lít nhé, 4 lít. Thì giá hôm nay sẽ để cho các bác giá gọi là như hàng thành lý. Nói thật các bác là cái hàng này là em lấy và em để cũng rất là lâu và bận. Thế nếu hôm nay thì bắt đầu là em vệ sinh cũng như là lên cho các bác nhé. Đó thì tất cả những cái bình thủy này đều là điện 220V, dung tích là 4 lít. Đó, tất cả là 4 lít hết nhé. Thì giá thì em sẽ lên chi tiết cho các bác, giá rất là rẻ thôi. Rồi, ok. Đây, lên cho các bác này. Đó, và sau đó là em sẽ ghim điện cũng như là test luôn nhé. Chiếc này mã số 1 này. Đó, 4 lít nha. Với cái dòng Panasonic này, tất cả vỏ của nó bằng nhựa hết nhá. Đấy, ruột đây. Đấy, nói chung là cũng rất là ok. Dây điện đây, thì cái dây điện của nó sẽ sử dụng cái dây điện dời như này nhá. Tất cả bình này là điện 220V thì nó đều rất là nhiều cái chức năng. Đây các bác có thể thấy rằng là mình lấy nước theo 4 nước khác nhau, cũng như là mở khóa này, đó, hẹn giờ này, đấy, xét độ ẩm, xét về cái nhiệt độ. Ok, em cho nước vào em test luôn nhé. Đây các bác mở khóa này. Đó, đây, các bác nhấn giữ nguyên thì bắt đầu là cái lượng nước nó sẽ tăng dần, nó chảy dần ra này. Đó, giữ nguyên nhá, giữ nguyên thì bắt đầu nó sẽ lên những cái nước để chảy ra mạnh hơn. Bơm hoạt động rất là trơn tru, đã test ok rồi. Đó, em sẽ bơm cho hết nước đi. Đó, mọi chức năng ok nhá. Rồi, chiếc này mã số 1 đây. Đó, mã số 1, con này 4 lít này, dây rất đầy đủ nhá các bác nhá. Giá để cho các bác có 1.200.000. Đó, 1.200.000 thôi. Đó, các bác lấy được cái 4 lít, bình thường những dòng này bán những chỗ khác người ta bán rất là cao ấy. Đó, 4 lít mà điện 220V thì con này nó phải rơi tầm 1.500.000 đấy. Ok, mã số 1 nhá. Tiếp tục mã số 2 này. Đó, mã số 2 thì con này cái mặt nó có một vài cái vết xước như kiểu là dao này. Đó, như kiểu là người ta rạch thùng vào đấy. Đó, và em đã dán này này nhá. Em đã dán vào rồi, ok thôi. Ngoại hình rất là đẹp này. Đó, đây, vừa bên trong rất là đẹp nhá. Dây điện đầy đủ cho các bác nhá. Rồi, chiếc này mã số 2 nha. Mã số 2 này. Mở khóa này. Các bác sẽ nhìn thấy ở cái nút cho nước ra này, các bác sẽ thấy rằng nó có 4 lớp nhá. 4 lớp, các bác sẽ nhấn giữ nguyên thì nó sẽ tăng cấp độ chảy này. Đây là lớp thứ 3 này. Các bác giữ nguyên nhá, thì sau đó sẽ lên lớp thứ 4 này. Đó, đây là lớp khỏe nhất này. Là nước chảy ra rất là giờ là mạnh luôn. Tất cả những bình này đều là bình 4 lít này. Đó, bình 4 lít nhá. 4 lít là rất là to rồi. Con này mã số 2 này. Mã số 2 thì để cho bác với cái giá con này thì 1.100.000 nhá. 1.100.000. Nói thật các bác là những cái này bọn em bán bằng với cái giá bọn em nhập về, thậm chí là lỗ cả tiền vận chuyển luôn. Đó, còn mấy con này em để cũng lâu rồi, em bận làm hút ẩm với là nồi nên ra là chưa có động được đến cái dòng này.
Rồi mã số 2 thì lẽ là 1 triệu 1 triệu 1 nhá. Dây điện này. Đây. Nòng này các bác này. Đó, giòn cũng rất là ok. Đó, ngoại hình cũng đẹp này các bác này. Cái dòng của Panasonic điện 220V này thì tất cả của nó là vỏ nhựa hết nhé. Vỏ nhựa hết. Dung tích 4 lít. Đó, các bác nhìn đây là 4 lít này. Có bao lần bỏ lên rồi cuối cùng là bận quá các bác ạ. Đây. Lớp 1 nhá. Tiếp tục này, nó sẽ nhảy lên này, giữ nguyên này. Lớp 2 này, lớp 2 các bác nhấn mạnh hơn này. Và ở cái lớp 2 các bác nhấn mạnh tay một chút là sẽ lên lớp 3 này. Đó. Tiếp tục nó sẽ nhảy lên lớp 4. Đó, lớp 4. Các bác thấy chưa? Bơm rất là nhanh đúng không ạ? Đây, lớp 1. Đây là lớp 2 rồi. Các bác nhẹ tay một chút này thì cái nút công tắc này của nó, cái nút mở mà đưa nước ra này thì nó chính là hai lớp nhá. Nhấn sâu phát này. Rồi, lớp 2 giữ nguyên thì bắt đầu nó sẽ lên lớp 3. Đấy, hiện tại bây giờ hết nước rồi. Rồi, con này vỏ viếc xung quanh ngoại hình đẹp ok luôn. Chiếc này là mã số 3 này. Mã số 3 giá 1 triệu 250 nghìn nhá. Đó, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Với chung hàng này em thanh lý em không bao ship đâu các bạn. Nó cũng nhẹ thôi. Đó, bác nào gần khu vực Kim Thành, Hải Dương thì qua trực tiếp cửa hàng bên em lấy được. Các bác lấy cái nào cũng được. Đó, dây nguồn đầy đủ cho các bác nhé. Có dây nguồn đầy đủ đây. Ok, một con 4 lít nữa này. Đó. Hay, giật nó bên trong đây. Bình thủy, bình điện. Khi mà nước nó sôi rồi nó sẽ về cái chế độ chờ. Tổng thì chỉ có bao nhiêu con đây? Hình như có 6 con à. 7 con các bác nhá, 7 con. Ok. Mở khóa này. Bấm giữ nguyên cái nút này. Đó. Ra nước này nhá. Các bác để ý là cái nút công tắc này ấy, cái nút mà để mở đưa ra nước này thì là nó có hai lớp. Đó, các bác nhấn nhẹ một lần thì nó là ở lớp số 1 là lấy nước rất là ít. Đấy, các bác nhấn sâu tay một lần nữa thì nó ở lớp số 2. Đấy, và mình nhấn giữ nguyên thì sẽ lên là lớp 3, lớp 4. Đó. Có cạn nước rồi nhá. À, vẫn còn một tí tí nữa này, quên không mở lốt cho nó ra. Con này là mã số 4 nha các bác nhá. Mã số 4 giá 1.200.000 này. 1.200.000 nhá. Đây. Vỏ nhựa hết này. Ok, tiếp tục một con nữa này các bác này. Đó. Mã số 5 này. Mã số 5 4 lít nhá. Con này là 4 lít này. Đó. Năm sản xuất thì em không thấy nó ghi ở đâu đâu. Hàng 220V cũng như hút ẩm vậy. Đó, không phải con nào nó cũng ghi năm sản xuất. Đây, nội thất này. Đó. Cái này nó có một chút cái cặn này nha các bác, về chỉ việc là mình cho cái giấm này. Đó, mình cho giấm này với lại mình cho ít nước vào nữa. Đấy, sau đó mình nấu nó sẽ hết nhá.
dây nguồn đầy đủ cho các bác luôn. Ok, em sẽ cắm điện này. Đó, đã lên đèn lấu này nhá. Đèn lấu nước này. Mở khóa này. Ồ. Oh. Con này thì chắc là nó bị cái sạn gì vào trong rồi. Đó, mình bơm nước đẩy ra nó sẽ hết nha các bác nhá. Mở khóa này. Con này khả năng là do cái gì nó vào trong bơm rồi. Đó, lên rồi các bác này. Đúng rồi các bác ạ. Có khả năng là một số các cặn xi nó còn rắt ở bên trong này. Đó, mình bơm mình đẩy ra một hai lần sẽ hết này. Đây, nó đi cả ra luôn này. Đó, em sẽ thay cái nước này và em test cho các bác. Rồi, mọi chức năng hoạt động bình thường nhé. Con này mã số 5 này. Đó, mã số 5. Để các bác ra 1.1 triệu. 1.150.000 nha. 1 triệu này, 150. Đó, các bác nhìn này. Cái cặn nó ở bên trong này. Vệ sinh thêm một lần nữa là sẽ hết thôi. Rồi, tiếp tục sẽ lên cho các bác thêm hai con cuối nữa này. Mã số 5. Mã số 6 nha. Mã số 6 này. Ờ, con này rất là đẹp này các bác này. Đó. Panasonic này. Điện 220V, công suất của nó là 875W này. Đó, bọn này cũng thế nhá, 875W hết. Đây. Đó, dây nguồn này. Ruột ở bên trong này. Đây, gioăng ở trên, nói chung là tương đối các bạn. Đó, giá hạt rẻ luôn. Các bác chờ chút em sẽ thay cái nước mới. Em đã lấy một cái gáo nước sạch khác rồi. Đó, tiếp tục đổ vào đây để test cho các bác luôn nhá. Bình thủy điện 220V, hàng Panasonic. Đã lên rồi. Con này nút khóa ở đây này, dòng này màn hình nó rộng hơn một chút này. Đó, con này có đèn soi này các bác này. Đấy, em quay sát một chút cho các bác thấy nhá. Đó, các bác thấy có thấy cái chấm đỏ chưa? Đèn soi chưa? Rồi, con này là bản VIP rồi. Đây, em nhấn dụng nguyên này. Các bác sẽ thấy nó lên cái chữ level chưa ạ? Các cấp độ để đẩy nước bơm nước ra nhé. Rồi, đây là cấp độ thứ 4 này. Ra rất là mạnh luôn. Đó, bơm rất là nhanh. Chỉ một tí là được cái ca nước này luôn. Cái này nó 4 lít nhé. Con này có đèn các bác ạ. Ok, đây các bác nhấn này các sẽ thấy nó lên cái level, chữ level ở đây, mở khóa này. Mở khóa này. Đó. Đây là các cấp độ để đẩy ra nước này. Nút màu bạc. Có đèn xoay. Ok. Con này sẽ để cho bác với giá đó là 1 triệu mấy đây. Con này để cho các bác cái giá 1.350.000 nhá. Đó, loại có đèn. Loại này bình thường các shop khác người ta đang bán lên khoảng tầm 1.500.000-1.600.000 ấy. Rồi, em cứ bán theo cái giá gọi là giá thanh lý luôn cho các bác về các bác thứ nhất là trải nghiệm. Đó. Chứ còn cái bình 100V. Đó mà các bác mua hàng 3 lít nó có một dây tầm khoảng 700 rồi. Chứ hàng 220V này thì tất nhiên là đây, dây này các bạn này. Đó. Bên trong này nhá, cũng rất là sạch sẽ luôn. Đó, các bác dùng về các bác cứ cho một tí giấm này, cho chai giấm này
cũng như là nước, và các bác lấu lên, sau đó mình đổ đi. Con này mã số 7 nhá. Mã số 7 thì con này cũng là bản có đèn xoay này, màn hình rộng này. Đó, cái phím ở bên trong nó hơi bong một chút thôi. Đó, mà trong nhé, không phải bên ngoài nhé. Nước không thể vào được đâu. Tất cả bình này bình zin nhé. Đó. Nói thật các bác là em cũng chả mấy khi bán bình thủy đâu. Nhưng mà hôm nay thì là thấy cái lấy cái chỗ hàng này về. Đó, một số bác hỏi này. Đây. Đã ra nhé, con này có đèn này, con này có đèn nhá. Đó, các bác nhìn đèn xoay chưa? Đó, xoay đúng ở đây này. Ok. Cái nút này nó có hai lớp nhá. Lớp số 1 này. Đó, các bác thể nhấn sâu tay một chút này. Và giữ nguyên thì nó sẽ tăng cái lưu lượng bơm lên. Đó, bơm rất là nhanh, một tí đã hết sạch nước luôn. Rồi. Dây nguồn đầy đủ cho các bác, mã này mã số 7 bán cho các bác với giá 1 triệu 3 nhá. Mã số 7 giá 1 triệu 3. Ok. Đó. Thì hôm nay thì em lên chi tiết cho các bác nó là 7 chiếc bình thủy điện 220V của hàng Panasonic. Đấy, giá thì cho các bác từ 1 triệu 1 cho đến 1 triệu 350. Đó, giá rất là rẻ luôn đúng không các bác? Đó, cái dòng này thì tất cả vỏ bằng nhựa hết, thì có hai con là có đèn. Đó, hai con có đèn. Thì còn lại là những con khác không có đèn. Đó, thực ra nó có đèn hay không có đèn thì nói chung là có đèn thì nhìn nó có một cái xoay ở đây, để có hai con thôi. Còn những con kia thì là chức năng tất cả như nhau đều 4 lít hết nhé. Đó, rồi bác nào chốt mã nào thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành Hải Dương. Đó, em ship code toàn quốc nhá. Với những cái hàng này thì các bác cứ cập giúp em 100.000 đến nơi các bác nhận hàng, kiểm tra thanh toán nốt cọc phí vận chuyển là xong. Và tất cả những cái này hàng này là em đều là bao tép bao zin cho các bác nhá. Đó. Có một con kia lúc nãy làm như mã số 5 giá 1.150.000 ấy. Con đấy thì em sẽ vệ sinh lại rồi một nữa cho sạch sẽ, là nó sẽ thoát cái bơm của nó, là nó không bị kẹt ở bên trong nhá. Đấy. Rồi ok. Rồi bác nào chốt thì liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành Hải Dương. Thì tất cả những cái bình này là có dây nguồn đầy đủ lên đây cho các bác nhé. Đó, dây nguồn đầy đủ cho các bác luôn. Ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác ạ.